Thí nghiệm 29, điện phân nước. Bên trái là máy chỉnh lưu cấp điện một chiều cho bình điện phân ở bên phải. Dây đen nối với cathode cực âm, dây đỏ nối với anode cực dương. Khi có dòng điện một chiều chạy qua, ta thấy có bọt khí xuất hiện ở hai điện cực. Thể tích khí tạo ra ở cathode gấp đôi thể tích khí tạo ra ở anode. Tại thời điểm này, thể tích khí tạo ra ở cathode là 50 ml, ở anode là 25 ml. Muốn biết khí tạo ra là khí gì, ta thử như sau. Đưa que đóm đang cháy vào vòi khóa bên trái. Ta thấy khí cháy cho ngọn lửa màu xanh nhạt, chứng tỏ khí tạo ra là hydro. Đưa tàn đóm đỏ vào vòi khóa bên phải. Ta thấy tàn đóm bùng cháy, chứng tỏ khí tạo ra là oxy. Thí nghiệm này chứng tỏ nước được cấu tạo từ hai nguyên tố hydro và oxy.